Hello, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục cái series giới thiệu về cây thuốc dân tộc. Hôm nay tôi thảo dược người Dao xin giới thiệu và gửi đến tất cả các bạn một cái vị thuốc mà ở trên người dân tộc chúng tôi hay sử dụng để chữa tiểu tiện, cái chứng bí tiểu này, với lại là lợi tiểu, đồng thời là chứa cái chứng đau mắt đỏ. Và kết hợp với lại một số cái thông tin tôi tìm hiểu trên mạng thì hôm nay tôi muốn gửi đến toàn thể các cô bác, anh chị, các bạn cái cây thuốc, một vị thuốc hạ khô thảo. Dạ. Đây ạ, đây chính là cái cây hạ khô thảo mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong cái chương trình series thảo dược dân tộc Dao. Đây, xin thưa các bạn, đây là cái vị thuốc hạ khô thảo đấy ạ. Đây, tôi sẽ nhổ một gốc cho các bạn xem. Đây, đây chính là cây hạ khô thảo. Để mà phân biệt được cây hạ khô thảo thì các bạn có thể thấy về đầu tiên là phần thân thì có hình vuông nhé các bạn nhé. Đấy, thân có hình vuông. Còn về lá thì hình mũi mác. Đấy, lá hình mũi mác. Mép lá thì có răng cưa. Đấy, có một số có răng cưa, một số thì không có răng cưa nhé các bạn nhé. Răng cưa hơi bé. Đây. Và phần hoa của nó này các bạn này, các bạn có thể để ý hoa của nó như này này, có màu tím, rất là đẹp, rất là đặc trưng. Đây chính là cây hạ khô thảo. Khi mà sử dụng cây hạ khô thảo này thì ở trên người dân tộc Dao chúng tôi, người địa phương chúng tôi hay sử dụng cả cây, nguyên cây. Đây, ở dưới này cũng có một cây này. Đó. Cái này thì rất là dễ nhận biết. Đây, tôi sẽ nhổ ra cho tất cả mọi người cùng xem. Đây ạ, đây chính là cây hạ khô thảo. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bác biết về cái tác dụng của cây này. Cây này thì ở trên tôi hay sử dụng để chữa lợi tiểu, lợi thông tiểu tiện và huyết áp cao. Những cái trường hợp mà bị huyết áp cao thì chúng ta sử dụng cái cây hạ khô thảo này. Khi mà sử dụng hạ khô thảo này thì người dân địa phương chúng tôi hay sử dụng một nắm nhé các bác nhé. Chúng tôi hay phơi khô để mà dùng dần. Mỗi lần chúng tôi sử dụng một nắm, chúng tôi sắc uống. Tuy nhiên theo một số thông tin mà tôi cập nhật được thì cái trường hợp mà trị huyết áp cao thì chúng ta sử dụng 20g, đây là theo đông y ạ, thì sử dụng 20g hạ khô thảo này kết hợp với lại 20g bổ công anh và 20g hạt muồng, 12g hoa cúc, 12g lá mã đề sắc uống. Đấy, đây là bài thuốc kết hợp với các vị thuốc khác để dễ uống và cũng bất đắng hơn so với cái động vị của cái hạ khô thảo này. Đấy. Vị hạ khô thảo này thì có vị cay đắng tính bình, đấy là theo đông y. Cái thứ hai nữa về tác dụng để mà chữa đau mắt đỏ thì các bác có thể sử dụng 10g hạ khô thảo kết hợp với lại 10g lá dâu, 12g hoa cúc trắng đun lên nước rồi thêm khoảng 40 đến 50g gạo tẻ vào nấu thành cháo, thêm đường phèn khuấy tan và ăn 2 lần trong ngày để chữa cái trường hợp mà đau mắt đỏ. Đấy. Cái thứ ba, cái trường hợp bị tắc tia sữa
ở phụ nữ đang cho con bú thì các bác có thể lấy khoảng 125 đến 250 gram hạ khô thảo sắc lấy nước uống. Đây, đây chính là cây hạ khô thảo đấy các bác. Đấy. À, một cái nữa, cái trường hợp mà giải độc mắt gan thì các bác có thể dùng khoảng 62 gram hạ khô thảo kết hợp với lại 62 gram hương phụ tử. Tất cả các bạn nghiền thành bột và mỗi lần lấy khoảng 12 gram uống với nước sôi để nguội, một ngày uống 3 lần. Hoặc là 20 gram hạ khô thảo kết hợp với lại 20 gram lá sen, 20 gram mặn kinh tử và 5 quả ô mai đun lấy nước uống hàng ngày để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Đấy. Cây hạ khô thảo này có tác dụng rất là tốt. Ngoài ra thì một số nơi còn sử dụng cây hạ khô thảo này để chữa cái bệnh viêm xoang cấp tính. Thì để sử dụng để mà sử dụng điều trị viêm xoang cấp tính thì các bác có thể sử dụng 16 gram hạ khô thảo, 16 gram kim ngân hoa, 16 gram ké đầu ngựa, 12 gram mạch môn, 12 gram hoàng cầm, chi tử 8 gram. Tất cả sắc lấy nước uống và chia đều. Uống khoảng 2 đến 3 lần trong một ngày. Đó. Còn ngoài ra, những cái trường hợp mà bị chảy máu do chấn thương té ngã thì các bác có thể lấy hạ khô thảo một nắm rửa sạch xong dã nắp đắp vào vết thương để hỗ trợ cho việc cầm máu điều trị vết thương, nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên rằng để mà cầm máu thì cây này bên cạnh đây ạ, đây là cây ngải cứu hoặc là cây chó đẻ. Đây cây này chúng tôi gọi là cây chó đẻ. Thì chúng tôi vò xong là đắp vào vết thương, những cái chỗ mà bị thương chảy máu ấy, cầm máu thì chúng ta có thể sử dụng hai cái cây này. Đấy. Sử dụng động vị hoặc là kết hợp đồng thời chỗ các bác có cái hạ khô thảo này thì các bác cũng vò ra để mà điều trị vết thương bị hở, chảy máu liên tục không cầm được thì các bác có thể sử dụng cái phương pháp đấy. Đấy. Và một cái lưu ý là đối với những cái trường hợp mà đang mang thai hoặc là huyết áp thấp thì không nên sử dụng cây hạ khô thảo này. Đó. Đây. Tại vì là hạ khô thảo này là sử dụng đối với những cái trường hợp mà bị cao huyết áp. Nó có tác dụng hạ và ổn định huyết áp rất là tốt. À, chính bởi vậy nên là những cái trường hợp mà bị huyết áp thấp thì các bác không nên sử dụng và kiêng kỵ đối với lại phụ nữ đang mang thai. Đấy. Đây là một số thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bác. À, hy vọng đó là những cái thông tin mà hữu ích để cho các bác biết được thêm một vị thuốc, một cây thuốc nữa ở trên vùng cao chúng tôi, hay là một số những cái bài thuốc mà người giao chúng tôi hay sử dụng để mà chữa bệnh. À, đó là tất cả những gì mà Thảo Dược người giao muốn gửi đến toàn thể các bác. À, hy vọng đó là những thông tin hữu ích để cho các bác bổ sung vào thực đơn cây thuốc dân gian của mình. Để khi nào cần thì các bác có thể lôi ra để mà áp dụng. Tuy nhiên để có khỏi bệnh hay không nó cũng tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Có người thì sử dụng nó khỏi, tuy nhiên có người thì lại không khỏi, nó cũng có. Cho nên là khi mà sử dụng thì các bác cũng không nên đòi hỏi cao quá, không nên đòi hỏi là nó nhất định là tôi sử dụng là tôi sẽ khỏi bệnh, thì nó cũng là một cái điều hơi bất cập. Đó. Vâng, video tôi giới thiệu về cái cây thảo dược này đến đây thì kết thúc. Một lần nữa, hy vọng các bác sẽ ủng hộ tôi bằng cách nhấn like và
đăng ký, đồng thời chia sẻ cái clip này cho nhiều người cùng xem nếu mà thấy cái clip này hay và ý nghĩa, đem lại nhiều thông tin cho các bác xem. Và nhân tiện đây thì tôi cũng giới thiệu một chút, tôi có bài thuốc dạ dày đại tràng chuyên chữa đặc trị dạ dày đại tràng. Nếu các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ cho tôi với số điện thoại 0374988027. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.